Thưa quý vị và các bạn, có những sự hy sinh lặng thầm của những người thầy, người cô để cho chúng ta có được thành công như ngày hôm nay. Và chỉ chúng tôi, người thầy, người cô ấy giống như những người lái đò vẫn miệt mài chở khách, ươm những mầm xanh tương lai của đất nước. 30 năm gắn bó với mái trường Trung học Phổ thông Chợ Gạo, cô Nguyễn Thị Thu Thủy đã đưa không biết bao chuyến đò đến bến bờ tri thức. Chỉ biết rằng trên mỗi con đò ấy, cô luôn dành tất cả tình yêu thương, tâm huyết cho các em học sinh. Tiết mục Nhịp đời quán kính tuần này, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn tấm gương cô giáo đáng kính ấy. Trong những cái bài học mà cô giảng tụi em trong lớp á, thì cô chẳng những là dạy kiến thức mà cô còn lồng cả về kiến thức về kỹ năng sống, những kỹ năng mềm mà cô nói, những câu chuyện mà cô nói á, thì nó rất là có ích cho tụi em sau này. Tuy là em không được học cô nhưng em rất thích nghe những lời dạy khuyên nhủ của cô mỗi lần chúng em có những cái vấn đề hay gì đó. Câu chuyện của cô giáo trong 30 năm gắn bó với ngôi trường Chợ Gạo được mở đầu bằng đôi dòng suy nghĩ của những học trò. Có em trực tiếp được cô giảng dạy, có em thì chưa được một lần. Thế nhưng tất cả luôn dành cho cô sự yêu mến và lòng kính trọng. Về trường công tác năm 1985, khi mới tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, cũng như bao giáo viên khác mới ra trường, gặp nhiều khó khăn trong công tác giảng dạy. Thế nhưng cô luôn tỏ rõ năng lực chuyên môn của mình, không ngừng học tập, lắng nghe những kinh nghiệm chỉ bảo của thế hệ thầy cô đi trước để hoàn thiện bản thân và làm tốt vai trò của người giáo viên. Và giờ đây 30 năm, khoảng thời gian không là quá ngắn để nói về cô, nói về những đóng góp từ sự hy sinh thầm lặng của cô. Và người giáo viên ấy vẫn luôn khát khao được tiếp tục cống hiến, tiếp tục đứng trên bục giảng và tiếp tục truyền thêm niềm tin, nghị lực cùng niềm đam mê dân học cho học sinh của mình. Đối với tôi, cái con số 30 năm nó nhiều ý nghĩa dữ lắm. Tại vì từ khi tôi ra trường tới bây giờ, tôi gắn bó với cái ngôi trường này. Và cứ miệt mài công tác đến khi giật mình sực nhớ lại thì 30 năm. Thì con số 30 năm là em sẽ thấy nha, là coi như con số gần kề tới ngày về hưu rồi. Do đó khi mà tình cờ giật mình thấy mình 30 năm thì tôi thấy ngay có nghĩa là mình cũng chuẩn bị là về hưu. Mà trong khi đó tôi vẫn còn khát khao được dạy, tôi khát khao được cống hiến, tôi khát khao được gần các em nó. Ngoài vai trò là một giáo viên đứng lớp, cô cũng làm tốt vai trò tổ trưởng tổ ngữ văn. Những cuộc họp tổ để đánh giá lại kết quả giảng dạy hay những phương hướng đề xuất về một phương pháp giảng dạy mới thích hợp luôn được cô đề ra. Đồng thời cô luôn giúp đỡ những đồng nghiệp của mình là những giáo viên trẻ còn ít kinh nghiệm để họ có thêm niềm tin, nghị lực nhằm kế tục trọng trách của một người lái đò. Cô còn giúp tôi nâng cao cái trình độ chuyên môn tay nghề và biết làm sao để yêu nghề nghiệp của mình. Thì tôi thấy trong cái quan hệ của cô với đồng nghiệp đó, thì rất là hài hòa, được sự tín nhiệm của anh em. Tại vì cô lúc nào cũng có cái tinh thần là thương trợ, rồi quan tâm đến đồng nghiệp. Cái sự gần gũi đó làm cho anh em ta tín nhiệm. Đúng với quy luật của thời gian, chỉ vài năm nữa là người lái đò này sẽ rời xa ngôi trường Trung học Phổ thông Chợ Gạo. Thế nhưng sự khát khao được cống hiến, sự yêu thương đối với học trò vẫn còn cháy bỏng trong cô, người dành trọn cả cuộc đời cho sự nghiệp trồng người. Hình ảnh người cô đứng trên lớp giảng từng tiết học luôn khắc sâu vào tâm thức của bao thế hệ thầy và trò trường Trung học Phổ thông Chợ Gạo. Để rồi khi nghĩ về cô, người lái đò thầm lặng suốt 30 năm là nghĩ về một tấm gương đầy nghị lực, một tấm gương của trách nhiệm, của yêu thương và tâm huyết dân nghề.